Ở đây chúng mình có phép trừ 3 chữ số 971 trừ 659. Trước tiên chúng mình cùng điểm qua lại quy tắc phép trừ nhé. Đó chính là trừ lần lượt từ hàng đơn vị, rồi đến hàng chục, rồi đến hàng trăm. Bây giờ chúng mình cùng bắt tay vào làm nào. Chúng ta sẽ bắt đầu từ hàng đơn vị nhé. Nhưng mà ở đây làm thế nào để lấy 1 trừ đi 9 nhỉ? Rõ ràng là 1 nhỏ hơn 9 mà. Và câu trả lời cho vấn đề này đó chính là chúng ta sẽ đi muộn 1 từ hàng đứng trước nhé. Để hiểu rõ vấn đề này hơn, chúng ta sẽ viết lại hai số này nào. Ở đây ta có chữ số 9 đứng ở hàng trăm nên nó sẽ tượng trưng cho 900. Chúng mình sẽ viết 900 ở đây. Chữ số 7 đứng ở hàng chục nên nó tượng trưng cho 70. Và chữ số 1 đứng ở hàng đơn vị nên nó sẽ tượng trưng cho 1. Tương tự với số 659 ta sẽ có chữ số 6 tượng trưng cho 600. Chữ số 5 tượng trưng cho 50. Và chữ số 9 tượng trưng cho 9. Ở đây, hai phép tính này có giá trị như nhau nhé. Chỉ là cách viết khác đi thôi. Bây giờ chúng mình cùng làm nào. Vấn đề lớn nhất của chúng ta ở đây là làm thế nào để lấy số nhỏ hơn trừ đi số lớn hơn. Và như đã nói ở trên, cách chúng ta làm là sẽ đi vay từ hàng đứng trước. Ở đây, ta sẽ mượn 10 từ hàng chục để cho vào hàng đơn vị. Vậy, 70 cho đi 10 sẽ chỉ còn lại 60. Trong khi đó, 1 thêm 10 sẽ được 11. Các em nhìn nhé, việc vay mượn này không làm thay đổi giá trị của số 971 hay của phép tính này. 971 ở đây vẫn bằng 900 cộng 60 cộng 11. Vậy là bây giờ chúng mình có thể làm như bình thường rồi. Ta sẽ có 11 trừ 9 bằng 2, 60 trừ 50 bằng 10 và 900 trừ 600 bằng 300. Kết quả của chúng ta ở đây sẽ bằng 300 cộng 10 cộng 2 bằng 312. Đáp án của chúng ta là 312 nhé. Bây giờ chúng ta sẽ quay về với phép trừ ban đầu. Lần này chúng ta sẽ làm trực tiếp ở đây luôn. Chúng ta vẫn gặp phải vấn đề như cũ. Làm thế nào để lấy 1 trừ 9 nhỉ? Giống như chúng ta làm ở bên này, chúng mình ở đây sẽ lấy 1 từ hàng chục. Vậy 7 ở đây sẽ trở thành 6. Một chục chúng ta vừa mới lấy đi từ hàng chục, chúng ta sẽ đưa vào hàng đơn vị. Vậy 1 cộng 1 chục chúng ta sẽ được 11. Tới đây chúng ta giải như bình thường nhé. Ta sẽ lấy 11 trừ 9 bằng 2, 6 trừ 5 bằng 1 và 9 trừ 6 bằng 3. Như vậy đáp án của chúng ta là 312 nhé. Vậy là chúng mình đã giải xong bài này rồi.